quý vị, nếu như quý vị yêu thích nấu ăn với những món nướng nhưng mà nhanh, gọn và đơn giản để chúng ta có thể đi picnic, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng vào bếp để gặp với bếp trưởng Lâm Phương Vũ nha. Chào anh Vũ. Chào Thanh Mai. Dạ, và hôm nay thì hôm bữa thì mới thấy là heo nướng rất là ngon, và hôm nay là có cánh gà nướng hương quế. Hương quế, đúng rồi Thanh Mai. Nghe là thấy hương vị là chắc là món ăn này dễ ăn lắm phải không? Đúng rồi. Yeah. Món này rất là dễ ăn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta đem đi cắm trại á thì chúng ta sẽ chuẩn bị ở nhà. Yeah. Ướp hết ở nhà đi, sau đó chúng ta chỉ đem đi và nướng thôi. Thật là tiện lợi ha. Đúng rồi. Rồi và bây giờ thì anh giới thiệu giùm Mai nguyên vật liệu với. Nguyên liệu cho món ăn này gồm có ha. Khẩu phần này cho 4 người ăn. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị 4 cái cánh gà ha. Khi mà mua cánh gà thì chúng ta sẽ mua loại có nhiều thịt và mềm như thế này, không bị bầm dập ha Thanh Mai ha. Một ít quế nè, để chúng ta để ướp vào trong món ăn sẽ giúp cho món ăn của chúng ta thơm ngon hơn ha. Một củ hành tím chúng ta sẽ lột vỏ. Và đây là phần hành tím Vũ chuẩn bị sẵn. Tỏi thì chúng ta cũng sẽ lột vỏ, sau đó chúng ta rửa sạch luôn. Một ít sữa tươi nè ha, dùng để ướp trong món ăn luôn. Mực ong nè, bơ nè, một ít giấy, cái này gọi là giấy kiến á, để dùng để quấn cái cây cho đẹp, mai làm rồi. Gia vị chúng ta sẽ dùng là hạt nêm từ thịt thăn và xương ống. Đây là một bí quyết giúp cho món ăn của chúng ta thơm ngon hơn ha. Tiêu xay nè, và món này chúng ta sẽ ăn kèm với lại tương ớt và một ít xà lách cà chua nữa. Rồi, vậy là nguyên vật liệu chúng ta có rồi, thì chúng ta anh hướng dẫn cho Mai cái bước thực hiện với. Cánh gà sau khi chúng ta mua về ha, làm sạch như thế này. Sau đó chúng ta sẽ dùng mũi dao á các bạn, chúng ta sẽ đâm xuyên thủng như thế này. Cho thấm đó, để làm gì? Để khi mà ướp với gia vị á thì gia vị sẽ thấm nhanh vào trong cánh gà ha. Sau đó chúng ta sẽ cho cánh gà vào trong một cái tô, chúng ta sẽ ướp với là gia vị ha. Hành tím á thì chúng ta sẽ bầm nhuyễn Thanh Mai ha. Chúng ta sẽ ướp cánh gà với lại tỏi nè, hành tím ha. 1,5 muỗng cà phê hạt nêm từ thịt thăn và xương ống. Đây là bí quyết giúp cho món ăn đậm đà thơm ngon ha. Sữa tươi. Ủa, sao lại có sữa tươi, nó cái này lạ nè. Thật ra là như vậy, sữa tươi nó là một dạng chất lỏng, nó sẽ giúp cho các loại gia vị dễ hòa tan và thấm nhanh vào trong thức ăn của chúng ta. Nhưng mà tại sao không phải là nước mà là sữa tươi? Sữa tươi thì sẽ có mùi thơm nhẹ nhẹ, đúng không, béo béo. Nó sẽ giúp cho món ăn của chúng ta thơm ngon hơn. Một ít mật ong nữa. Bơ ha. Bơ, một ít bơ. Bơ á, thì Thanh Mai biết rằng là sau khi mà chúng ta lấy ra từ tủ lạnh thì nó sẽ mềm như thế này. Tiêu là quan trọng là quế nữa phải không? Đúng rồi, quế thì chúng ta sẽ cho vào sau cùng. Và quế này cũng có nhiều công dụng lắm. Cụ thể chẳng hạn như Mai thấy là nhiều khi hay dùng quế với chanh trộn lại với nhau, thì ai có cái mụn á thì chấm chấm lên nó cũng diệt được á, nó làm cho khô cái phần đó mà làm đồng thời là mụn cũng mau hết hơn. Thực ra những cái bài thuốc mà có liên quan đến mật ong và quế thì chữa được rất là nhiều bệnh Thanh Mai. Mụn nhọt nè, đúng không, tiêu đúng hóa rồi, nè, hay là bị đau khớp nữa đó Thanh Mai. Và sau khi chúng ta ướp cánh gà với lại nè bột quế ha, hành tím nè, tỏi nè, sữa tươi nè, mật ong nè, một ít bơ nè, đặc biệt là hạt nêm từ thịt thăn và xương ống nè, với một ít tiêu xay nữa, chúng ta sẽ để đây khoảng 30 phút cho thấm gia vị ha. Để một thời gian cho thấm là bắt đầu chúng ta sẽ xiên. Đầu tiên á thì chúng ta dùng que xiên ha, chúng ta xiên từ phần thịt nè, phần cái cuối cùng của cánh ha, lên tới cái phần cánh gà. Nó sẽ xiên như thế này. Xiên cho cánh gà thẳng ra ha. Mà cũng dễ ăn hơn. Khi mà nướng thì Thanh Mai biết là thịt đó nó sẽ co lại. Và chúng ta dùng que xiên để thịt định vị lại cái dáng ha. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta xiên thịt gà như thế này đó Thanh Mai, chúng ta đừng bỏ phần nước sốt nha. Cái nước ướp và nước sốt thịt như thế này nè, khi mà nướng chúng ta quết đều dưới lên. Đúng rồi, lên. Quết đều lên thịt để chi, để thịt không bị khô trong khi nướng các bạn. Phần cánh gà chúng ta đã xiên rồi ha, bây giờ chúng ta sẽ đem đi nướng nha Thanh Mai. Trong lúc nướng chẳng hạn, giống như khi mà chúng ta nướng cái mặt dưới thì cái phần trên á thì chúng ta có thể dùng
cọ chúng ta phết đều như thế này. Ừ. Ha, đó, chúng ta sẽ phết đều đi. Dạ. Ừ. Để mà có được một món nướng ngon đó Thanh Mai, ừ, ngoài những cái thực phẩm tươi sống ha, ừ, gia vị phải vừa ăn, mà chúng ta còn phải biết cách nướng nữa đó Thanh Mai. Dạ. Hả? Ừ, cánh gà bây giờ nướng chín rồi đây Mai. Dạ. Mai thấy không? Để phải trang trí một chút ha. Đúng rồi. Đây, món ăn ngon không thể thiếu nước chấm. Và món này á, món cánh gà nướng hương quế này chúng ta sẽ dùng với lại tương ớt Thanh Mai ha. Dạ. Rất là tiện đúng không? Không đúng phải rồi. Cũng khỏi mình pha chế gì hết á. Chỉ mua có cái chai sẵn thôi. Đúng rồi, chỉ mua một chai tương ớt và đi picnic thôi. Ha. Đây, để ưu đãi nè. Đây. Ừ, mày thử một chút, hấp dẫn quá. Mời Mai nha. Dạ. Ừ. Ngon lắm. Nóng hổi mới ra lò. Mới ra lò. Món những cái món nướng á, đặc biệt là chúng ta tự ướp nè ha, tự đặt thịt lên lên lò nướng nè ha, tự lật qua lật lại và tự thưởng thức rất là ngon dạ, mày. Quá ngon luôn mà lại cái vị thịt gà thì ăn ướp với lại mật ong thành ra vị ngọt ngọt mà cũng vừa thôi chứ cũng không nồng ngọt, lắm không quá lắm. Rồi lại có thơm thoang thoảng của quế nữa. Ừ. Món này rất là ngon miệng. Và ông bà chúng ta nói là nhất phao câu nhì đầu cánh. Cảm ơn anh và chúc anh lại có những cái ý tưởng mới, những món ăn mới để có thể giới thiệu quý vị khán giả, đặc biệt là với chủ đề đi picnic nha. Tuần sau sẽ có món mới nữa thôi. Rồi mai chờ.